MC Quốc Bình đồng quan điểm, khán giả không nuôi nghệ sĩ, Thu Trang tiến luật đồng tình. Vừa qua trong showbiz Việt xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng khán giả nuôi sống nghệ sĩ bởi chính khán giả là người đem lại thu nhập và sự nổi tiếng cho nghệ sĩ. Vì vậy, người làm nghệ thuật cần phải biết ơn và trân trọng khán giả. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người phản bác lại luồng ý kiến trên. Một số nghệ sĩ cũng đã lên tiếng và cho rằng khán giả không nuôi sống nghệ sĩ. Cụ thể, đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã lên tiếng bênh vực. Nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ đến được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho. Ủa sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng luyện tập, diễn xuất, gian dựng, nặn óc moi tim ra viết. Chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là nuôi. Mới đây, MC Quốc Bình cũng đã đăng status dài trên trang Facebook cá nhân và đồng quan điểm. Khán giả không nuôi nghệ sĩ, anh chia sẻ. Nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật thì cũng như bất kỳ một người nào đó hoạt động ở các ngành nghề khác trong xã hội để tạo ra hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho thị trường. Khán giả bỏ tiền ra mua các sản phẩm nghệ thuật. Những người bán được những sản phẩm, dịch vụ ấy lại có tiền sử dụng để mua các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác và cả sản phẩm nghệ thuật nữa. Như vậy, trong xã hội này, tất cả chúng ta hoạt động ở nhiều ngành nghề để nuôi sống lẫn nhau, chứ chẳng ai được người khác nuôi không cả. Vì thế, đừng cho rằng khán giả là người nuôi sống nghệ sĩ nữa nhé. Vì nghệ sĩ cũng phải bỏ tiền mình kiếm được để mua các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do người khác tạo ra. Và như thế là nghệ sĩ cũng đang nuôi sống người khác đấy thôi. Anh cho rằng nghệ sĩ cũng có người tốt, người chưa tốt. Hơn nữa, nghệ sĩ phục vụ công chúng cho nên cần phải chấp nhận sự phán xét từ khán giả. Nếu không muốn bị phán xét thì người nghệ sĩ phải tự kiểm soát được trước khi làm bất cứ điều gì. MC Quốc Bình nói, dưới bài viết của MC Quốc Bình có người ủng hộ quan điểm với anh. Tuy nhiên, cũng có một vài bình luận phản bác lại quan điểm trên. Một tài khoản mạng xã hội để lại lời nhắn. Nghệ sĩ cần hoàn thiện bản thân mình, cần có thái độ cứng rắn và không tiếp tay cho cái xấu. Vợ chồng danh hài Thu Trang, Tiến Luật lần lượt bày tỏ đồng tình và viết, buồn, đau anh ơi. Đạo diễn Hồng Tú cũng bày tỏ, quan điểm của người đời vẫn luôn khinh cái nghề này. Cứ nghĩ nó là sướng ca vô loài, nhưng kể ra thì nếu một ngày nào đó, không có âm nhạc, không có hài kịch, không có phim ảnh, không có game show, thì các bạn giải trí bằng cách nào? Các bạn xả stress bằng cách nào? Vậy thì tụi mình vẫn lao động bằng sức lực, bằng sức khỏe, bằng xương máu của tụi mình mà. Nhưng người đời luôn bảo phải mang ơn, khổ thật. Tuy nhiên, bài đăng của đạo diễn Bùi Quốc Bảo vấp phải không ít ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Một số người đồng tình với quan điểm của nam đạo diễn rằng nghệ sĩ cũng là một nghề, cũng cần phải lao động chân chính nên cần được tôn trọng như những ngành nghề khác. Nghệ sĩ không đóng góp sản xuất của cải vật chất nhưng làm ra những giá trị tinh thần, không phải lúc nào cũng đong đếm được bằng giá trị vật chất. Cứ thử không có bộ phận văn nghệ sĩ xem, nó tù túng thế nào? Một khán giả bình luận. Trong khi đó, lại có không ít người cho rằng, làm nghệ thuật thì phải có công chúng, không có khán giả thì làm nghệ thuật cho ai? Một dân mạng cho biết, mình nghĩ dùng từ biết ơn thì có hơi quá đối với nghệ sĩ, mà dùng từ trân trọng thì đúng hơn. Trên đời này, bạn không có ủng hộ dịch vụ bạn cung cấp thì bạn không tồn tại được đâu. Nghệ sĩ là một nghề khá đặc biệt, phải thực sự có tài năng, nhưng bạn không có khán giả thì bạn có giỏi cỡ nào bạn cũng không sống được với nghề. Trừ khi bạn quá giàu không cần tiền, chỉ làm vì đam mê. Còn bạn, ý kiến của bạn về quan điểm trên như thế nào?